Trong năm thánh tôn vinh các thánh tự đạo Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chọn 3 điểm để người Công giáo đến hành hương, kính viếng và lãnh nhận ơn toàn xá. Tại giáo tịnh Hà Nội có trung tâm hành hương Sở Kiệt, tại giáo tịnh Huế có trung tâm hành hương La Vang và tại giáo tịnh Sài Gòn có trung tâm hành hương Ba Rồng. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về trung tâm hành hương Sở Kiệt thuộc giáo tịnh Hà Nội. Trong dòng lịch sử hơn 400 năm của Giáo hội Công giáo Việt Nam, địa danh Sở Kiệt luôn mang một dấu ấn đặc biệt. Đã có thời nơi đây là trung tâm của giáo phận Tây Đàng Ngoại. Thời gian dù có vàng võ vô tình đi qua trên những di tích, nhưng dấu ấn của môn thuở vẫn cứ phảng phất lưu lại ít nhiều ở nơi chốn này. Tìm về với Sở Kiệt là tìm về với vùng đất gắn chặt với nhiều thăng trầm của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Ngôi nhà thờ rêu phong cổ kính sừng sững đứng giữa những vách nhà kiên cố như giang tay đón chào khách hành hương. Bên trong khuôn viên rộng 11 hecta này, những công trình phần lớn có tuổi đời trên dưới 100 năm, nên dễ hiểu vì sao những công trình tham quan về Hà Nam, nhiều công ty du lịch không thể bỏ qua địa danh Sở Kiệt. Nằm cách thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 5 km và cách Hà Nội khoảng 65 km về phía Nam, Sở Kiệt tọa lạc tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Tên gọi Sở Kiệt được ghép từ tên của làng Sở, chuyên làm ruộng, và làng Kiện, chuyên nghề buôn bán, nung vôi. Gọi là hai làng, nhưng thật ra chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ. Theo lời các cụ cao niên, thì vùng Sở Kiệt gần 500 năm trước đã có người sinh sống. Trong đó, hạt giống Tin Mừng gieo vải nơi đây cũng hàng thế kỷ, khi các cố Tây thường xuôi theo con sông đáy gần đây để giảng đạo. Theo lời của các vị cao niên trong xứ thì nhà chung trước đây đặt ở Sở Kiệt. Vì khi đó đã là một họ đạo lớn, mảnh đất có nhiều người chịu tự đạo. Hơn nữa, đây còn là một thị trấn sầm uất trên bến dưới thuyền. Khi tòa giám mục chuyển về Hà Nội, nơi đây trở thành trung tâm nuôi dưỡng người tàn tật và trẻ mồ côi từ năm 1936 đến năm 1954. Chính những người này sau đó lập gia đình, sinh con đẻ cái, làm cho giáo xứ ngày thêm đông đúc hơn. Sở Kiệt ngày trước từng là giáo xứ chánh tòa, cũng là nơi đặt đại chủng viện, tòa giám mục của giáo phận Tây Đàng Ngoại. Đến năm 1924, vì thấy vùng này không còn tập trung các hoạt động chính trị, văn hóa, nên tòa giám mục chuyển dần về Hà Nội. Khi này Sở Kiệt dù không còn đóng vai trò trung tâm, nhưng nhờ truyền thống đức tin lâu đời, nhiều năm sau đó vẫn luôn là cánh chim đầu đàn của toàn giáo phận. Ngày nay với gần 7.000 giáo dân chia làm 7 giáo họ, Sở Kiệt là một trong những giáo xứ lớn nhất của tổng giáo phận Hà Nội. Từ khi đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt lúc còn là tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, ngài đã nâng Sở Kiệt thành trung tâm hành hương kính các thánh tự đạo Việt Nam. Địa danh này dần trở lại với vai trò tâm điểm của toàn giáo phận như vốn có, là nơi tổ chức các sự kiện lớn của tổng giáo phận. Nhất là Sở Kiệt trầm mặc, giàu nét đặc trưng về lòng đạo đức của người Bắc Bộ, lại nằm ngay trung tâm của giáo tịnh Hà Nội, gần quốc lộ 1A, khuôn viên rộng cùng nhiều đất trống xung quanh, nên có thể tổ chức các hoạt động tham dự đông người cùng lúc. Một quần thể với những công trình trăm tuổi. Sau mấy trăm năm, ngày nay ghé Sở Kiệt
khách hành hương vẫn còn rất nhiều điều để khám phá, từ văn hóa đến kiến trúc, từ các di sản tinh thần đến đời sống đạo thâm trầm mà sâu nặng, với những nét độc đáo rất riêng. Công trình đồ sộ trong tổng thể rộng lớn chính là ngôi nhà thờ có tuổi đời gần 135 năm. Trong gần 1,5 thế kỷ tồn tại, nhà thờ đã qua 3 lần trùng tu vào các năm 1924, 1989 và năm 2009, chủ yếu làm mới bên trong như gian cung thánh, trần, tô lại sơn, thay mới số ảnh tượng, vân vân. Hơn 60 năm, từ năm 1862 đến năm 1924, sở kiện là nơi đặt thủ phủ của giáo phận Tây Đàng Hoài. Ngôi nhà thờ được khởi công vào ngày 25 tháng 10 năm 1877 và khánh thành 6 năm sau đó, tháng Giêng năm 1883, dưới sự chỉ đạo của đức cha Bujinier Phước. Nhà thờ có chiều dài 67 mét, rộng 31 mét, cao 23 mét, xây trên cái đầm lớn. Để chống sụt lún, toàn bộ nền được lót bằng các phiến gỗ lim. Nhà thờ có 5 lòng gồm 9 gian, 4 hàng cột, bàn thờ sơn son thép vàng, vách quanh bàn thờ trang trí bằng gỗ chạm tỉ mỉ. Tháp chuông nhà thờ cao 27 mét, treo 4 quả chuông lớn, trong đó quả chuông nặng nhất lên đến 2.461 kg. Năm 2010, tòa thánh với sắc lệnh của thánh bộ Phụng Từ đã nâng nhà thờ sở kiện lên thành tiểu vương cung thánh đường thứ tư tại Việt Nam với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đến với sở kiện cũng không thể không viếng khu lưu giữ gần 700 cụ hài cốt thấm đỏ máu đào của các vị tử đạo đã và chưa được tuyển thánh. Cùng với đó là các thánh tích như xiềng xích, gông cùm, các vật dụng tra tấn, bia mộ, thẻ ghi án lệnh, vân vân. Đặc biệt là hộp sọ của cha thánh Phêrô Thi, sợi dây trói của cha thánh Phêrô Lê Tùy, hũ đất thấm máu của cha thánh Ven và cha thánh Dụng Lạc. 14 bức tranh vẽ cảnh tử đạo được các họa sĩ Việt Nam thời đó vẽ lại đang trưng bày tại Hội Thừa Sai Paris bên Pháp cũng được sao chụp nguyên vẹn và treo trong căn phòng rộng lớn này. Tại nhà nguyện Thánh Tâm, trước từng là nhà nguyện Tòa Giám Mục, xây năm 1913, có vầng hào quang với thánh tích của 67 vị thánh tử đạo đã được tuyên phong hiển thánh. Duy nhất bị hư hại nặng là ngôi nhà nguyện của Đại Chủng Viện cũ do một quả bom rơi trúng vào năm 1956. Có nhiều phương án đưa ra để bảo quản ngôi nhà cổ này, trong đó ý kiến được quan tâm sẽ là bao quanh bằng kính cường lực nhằm tránh sự hủy hoại của thời tiết. Những di tích còn lại như nhà ở của các đức giám mục, nhà sứ, vân vân còn nguyên vẹn, tô điểm thêm cho sự hưng thịnh của vùng đất lịch sử, văn hóa của cả xã hội Việt Nam lẫn giáo hội Việt Nam.